trời, mới tăng tốc mà chạy khủng khiếp thiệt. Chiếc cao tốc này nó đang đi nước ngược nữa các bạn. Đây là sóng nó tạo ra nè. Sóng nó tạo ra rất là dữ nha. Ở trời chạy vậy. Là chiếc cao tốc nhỏ, một chiếc cao tốc đi Hòn Tre, gặp sóng ngược với nước ngược nữa, quả lắc lư luôn. Xem chiếc Super Đồng 8 này, nó quay đầu. Chiếc này chuẩn bị đưa khách đi Phú Quốc các bạn. Cái đầu nó như cái máy bay vậy nha, rất là ngầu, rất là gọn và nhìn quá đẹp. Đây là cái lườn nha. Trời gió ngược. Để bà chạy khá là nhanh nha các bạn. Đang gặp gió ngược với sóng ngược nha. Phà nó đang về đất liền nha các bạn. Đang đi tốc độ khá là cao nha. Quá trời. Hai bên phà nó bắn nước. Hôm nay sóng cũng đang tăng các bạn ơi. Giữa biển thì giờ sóng rất là mạnh. Đất liền thì nó đỡ hơn nha. Cái mớn nước của phà nè. Thank you.
đảo nha. Gió quá lớn rồi. Này bây giờ nó giảm tốc độ, nào mà đi đủ tốc độ nó nhìn ghê lắm. Vậy tới bến cảng ha. Bà Đồng đang về đất liền các bạn. Quá trời phía sau con mưa lớn. Giờ lại nó đang chuẩn bị chạy qua chiếc tàu cao tốc này. Chiếc phía trong bây giờ nó lui lại để cho chiếc bên ngoài vô đưa khách lên các bạn. Bây giờ cái cảng này bây giờ nó quá trời nhiều luôn, nghẹt hết trơn, quá trời tàu lớp lớp các bạn, mấy chục chiếc, không có chỗ đậu luôn nha. Nó phải lui lại để cho shipper đông nó ghé vô cảng để đưa khách lên, là chiếc này nó mới cập vô lại. Chiếc cao tốc nhỏ nó đang đi vô đường của chiếc phà cao tốc nè, chạy bọc đầu ngang nha. Phà cao tốc chắc không thể nào vượt qua được, khoảng cách cũng khá là xa. Vô ngay đường luôn rồi các bạn ơi. Thank you.
tới bụi Lục Bình luôn rồi. Đánh càng chiếc này giờ nó đang lui lại. Và cao tốc bây giờ nó phải giảm ga luôn nha, hạ ga luôn. Chiếc Hòa Bình nó đang lui lại các bạn, rồi đậu lại luôn rồi. Kỳ quan, một khối sắt khổng lồ giữa biển các bạn, quá trời bự. Đây chuẩn bị hành lý để lên cảng nha. Bên mé bên này luôn mấy người, tàu sao chiếc tàu đỏ.
Chiếc Hòa Bình đẹp thiệt, vuông mà nhìn cái đầu nó đẹp. Mình đang chạy vô ở đây một lớp tàu super đông, 5 chiếc liên tục. Nhìn cái dàn tàu quá đẹp các bạn ơi. Lenin 68 đang về bên Gạch Giá nha. Nay tất cả các con tàu về bến Gạch Giá để nghỉ ngơi các bạn. Chiếc này là chiếc cuối cùng. Chạy hút nước ghê.